Kính thưa toàn thể các bậc phụ huynh, bạo lực học đường đã và đang là mối quan tâm của toàn xã hội nói chung, của các nhà trường nói riêng. Đặc biệt, trong trường mầm non, đây là sự băn khoăn trăn trở của tất cả các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh. Bởi ở độ tuổi này, các con còn nhỏ, kiến thức, kỹ năng, phòng tránh bạo lực học đường còn rất nhiều hạn chế. Trong năm học 2021-2022, được sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu trường mầm non Sao Đỏ, giáo viên tổ nhà trẻ chúng tôi tích cực nghiên cứu, lựa chọn những đề tài, nội dung phù hợp với độ tuổi, đưa vào chương trình chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, nhằm hình thành cho trẻ những kiến thức, kỹ năng ban đầu về phòng chống bạo lực học đường. Hoạt động đầu tiên, chúng tôi lựa chọn giáo dục trẻ nhà trẻ, phòng chống bạo lực trong trường mầm non là cách xử lý khi bị ép ăn. Việc ép trẻ ăn có rất nhiều tác hại đối với sự phát triển của trẻ. Khi bị ép ăn, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của trẻ. Đáng ra bữa ăn là khoảng thời gian vui vẻ, nhưng bị ép ăn, trẻ thấy sợ hãi và chịu đựng khoảng thời gian không vui vẻ và mệt mỏi. Trẻ phải chống lại việc cho ăn bằng cách la hét khóc lóc, làm đổ đồ ăn, nôn chớ. Khi việc này kéo dài, lặp lại nhiều lần, trẻ sẽ ghi nhớ thời điểm này là thời điểm đáng sợ, chán ghét thức ăn, càng biếng ăn. Trẻ nôn chớ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ. Khi bị ép ăn, trẻ rất dễ gặp vấn đề về bạo lực và khiến vấn đề ăn uống của trẻ tệ theo thời gian. Chu kỳ sau đây rất dễ lặp lại. Trẻ không ăn, ta càng ép, trẻ càng không ăn, càng khóc. Mối quan hệ trở nên căng thẳng, có thể dẫn tới bạo lực như đánh, mắng, dọa nạt để đạt được mục tiêu ăn uống. Thông qua hoạt động này, chúng tôi giúp trẻ nhận biết thế nào là bị ép ăn, cách xử lý bị ép ăn ra sao. Để tránh bạo lực trong khi ăn thì con cần phải rèn luyện cái quen gì nhỉ? Bị ép ăn là bị người khác bắt ăn những món ăn mà con không thích, hoặc bắt ăn vào thời điểm không phù hợp như lúc con chưa đói. Bị ép ăn dẫn đến hậu quả gì? Bị ép ăn con sẽ không thích và rất căng thẳng, chán ăn, không muốn ăn. Bị ép ăn còn dẫn tới nguy cơ thừa cân, béo phì và một số bệnh khác. Khi bị ép ăn, con cần làm gì? Con cần bày tỏ ý kiến, mong muốn nhu cầu về lượng đồ ăn phù hợp với mình, bày tỏ ý kiến của mình khi yêu cầu ăn không đúng lúc, đúng món ăn con không thích. Con cần rèn thói quen tự xúc ăn, ăn đúng giờ, đúng bữa, ăn hết suất, ăn đầy đủ các nhóm thực phẩm để đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể. Kính thưa toàn thể các bậc phụ huynh, trong trường mầm non chúng tôi luôn quan tâm đến chất lượng bữa ăn của trẻ, cho trẻ ăn đủ chất, đủ lượng, đủ các nhóm thực phẩm. Ngay từ độ tuổi nhà trẻ, giáo viên đã hướng dẫn rèn trẻ những kỹ năng cầm thìa, tập làm quen với việc tự xúc ăn, khuyến khích trẻ ăn hết suất. Đặc biệt, luôn tạo cho trẻ bầu không khí thoải mái, vui vẻ, đầy yêu thương trong giờ ăn. Để trẻ có kỹ năng phòng chống bạo lực trong khi ăn, phụ huynh yên tâm gửi con đến lớp. Khi ở nhà, phụ huynh cần tạo cho các con thói quen tự xúc ăn, ăn đúng giờ, đúng bữa, ăn nhiều nhóm thực phẩm. Đồng thời, phụ huynh không nên tạo áp lực với các cô về sự tăng trưởng cân nặng, chiều cao cho các con. Bởi nếu phụ huynh luôn lấy thước đo về tăng chiều cao, cân nặng để đánh giá chất lượng chăm sóc trẻ, vô hình dung sẽ tạo áp lực cho các giáo viên. Chương trình đến đây tạm khép lại. Chúc các bậc phụ huynh cùng các con vui, khỏe, luôn chung tay, sát cánh cùng các cô, cung cấp và rèn cho trẻ những kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực cần thiết.